Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chuyên trang số này, mời quý vị khán giả đến với trang truyền hình thành phố Huế. Trước hết như thường lệ là phần điểm những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tiếp nối thành công của 8 lần tổ chức trước, Festival nghề truyền thống Huế năm 2023 với chủ đề Tinh hoa nghề Việt được Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 với nhiều đổi mới sáng tạo, mang đến cho công chúng và du khách một không gian lễ hội đầy sắc màu. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Huế sẵn sàng cho việc thay sách giáo khoa năm học 2023-2024. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công của 8 lần tổ chức trước, Festival nghề truyền thống Huế năm 2023 với chủ đề Tinh hoa nghề Việt được Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 với nhiều đổi mới sáng tạo mang đến cho công chúng và du khách một không gian lễ hội đầy màu sắc. Đây là một trong những hoạt động, một trong những sự kiện lớn để thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế giữ gìn phát huy giá trị nghề truyền thống, tăng cường quảng bá tới du khách, kích cầu du lịch, đồng thời nâng tầm hình ảnh và vị thế của Huế. Festival nghề truyền thống Huế năm nay quy tụ 21 nhóm nghề gồm dệt, nghề mộc mỹ nghệ, điêu khắc, chạm khảm, sơn mài, sơn son thép vàng, kim hoàng, mây tre đan, tre mỹ nghệ, nón lá, hương trầm, bánh tét bánh chưng, mè sừng. Tiếp nối thành công của cả kỳ festival trước, không gian làng nghề năm nay cũng được sắp đặt với yêu cầu cao hơn về không gian, cảnh quan, bố trí tiểu cảnh. Cùng theo ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế năm 2023, ngoài các chương trình có dấu ấn từ cả kỳ festival trước, festival lần này sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức như chương trình tri ân dòng hương, lễ hội quảng diễn đường phố. Tính tương tác với cộng đồng sẽ là điểm nhấn thú vị, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế khi đến tham quan, trải nghiệm trong dịp này. Sau những năm tháng mà festival không được tổ chức thì người Huế rất là tiếc nuối. Và bây giờ festival đã trở lại về Huế thì những cái vui sướng, những cái phấn khởi của người dân Huế đã trở lại. Cái mong muốn của người Huế vừa cái mùa festival này thì là rất là nhiều mong muốn, rất là nhiều ước vọng. Và mong cái mùa festival này là một cái mùa festival rực rỡ sau những cái năm tháng đã bị chìm đắm trong cái mùa Covid. Festival nghề truyền thống trở lại thì vẫn trước hết cái không khí rất của thành phố Huế rất là khởi sắc, nó đem đến cái niềm vui cho bà con. Và một cái mong muốn nữa để làm sao đó là những cái nghề truyền thống của Huế mình nói riêng và cả tỉnh Thừa Thiên Huế, thậm chí cả khu vực miền Trung ngày càng được phát huy và phát triển. Theo ban tổ chức, Festival nghề năm nay có sự tham gia của 69 làng nghề, cơ sở nghề và hơn 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng ở các địa phương như Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Thuận, Quảng Nam, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế. Đây cũng là năm đầu tiên lễ hội này với sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật và làng nghề đến từ một số vùng của Nhật Bản, Hàn Quốc là cả địa phương kết nghĩa với thành phố Huế. Đây chính là cơ hội để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo các sản phẩm nghề thủ công truyền thống, đồng thời tăng cường mối quan hệ liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư trên mọi lĩnh vực, nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, gắn các sản phẩm nghề truyền thống đến gần hơn với du lịch, với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Trong kỳ Festival nghề truyền thống Huế năm 2023 này, có nhiều tổ chức quốc tế, các đoàn nghệ thuật quốc tế về tham dự. Bên cạnh đó cũng có nhiều làng nghề, nghề truyền thống của các thành phố bạn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác cũng tham dự với festival chúng ta. Ban tổ chức festival cũng có bố trí không gian đổi mới sáng tạo để chúng ta có cơ hội trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình bảo tồn, đổi mới phương thức và phát triển làng nghề truyền thống của các nước. Kỳ vọng của thành phố Huế là biển cả kỳ festival nghề truyền thống trở thành một sự kiện lớn, là nơi hội tụ, gặp gỡ, giao lưu các nghệ nhân cả nước. Và chính ở đây, người dân và du khách sẽ nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh các làng nghề Việt Nam thu nhỏ. Vì vậy, đây cũng là cơ hội lớn cho các đơn vị doanh nghiệp làng nghề truyền thống tăng cường hoạt động liên kết hợp tác, nghiên cứu, tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp phát triển bền vững làng nghề gắn với việc bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa thông qua các nghề truyền thống của địa phương. Sau festival, thành phố sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan sử dụng một số chương trình văn hóa nghệ thuật phù hợp để tiếp tục duy trì phục vụ du lịch như dự án may đo áo dài, trưng bày trình diễn áo dài, dự án nhạc nước, các show diễn tại các địa điểm công cộng.
Từ đó để du lịch phát triển hơn nữa, xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thưa quý vị, theo lộ trình triển khai sách giáo khoa phổ thông năm 2018, năm học 2023-2024, học sinh lớp 4 trên cả nước sẽ học sách giáo khoa mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cả cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới. Hiện tại, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cũng đã sẵn sàng cho chương trình thay sách giáo khoa năm học 2023-2024. Thời điểm đầu tháng 2 năm 2023, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế, mặc dù mới chỉ nhận được bản điện tử sách giáo khoa mẫu, nhưng công tác chuẩn bị triển khai cơ bản đã sẵn sàng. Tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, lực lượng giáo viên cố gắng cũng đã được tham gia lựa chọn và góp ý vào việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 của trường. Thầy cô được yêu cầu chuẩn bị ý kiến bằng văn bản, nhận xét tính phù hợp của mỗi đầu sách theo từng môn học về quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học bám sát các tiêu chí lựa chọn. Tổ nhóm chuyên môn tổ chức cuộc họp để các thành viên được thảo luận đánh giá từng đầu sách, sau đó tiến hành bỏ phiếu kín, lựa chọn ít nhất một sách giáo khoa cho mỗi môn học. Bản thân là một giáo viên sẽ giảng dạy ở lớp 4 thì không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả các giáo viên trong khối đều nghiên cứu rất là kỹ. Thứ nhất đó là chương trình giáo dục phổ thông 2018 các môn học và đặc biệt nữa đó là cái việc lựa chọn bộ sách giáo khoa nào phù hợp cho cái cũng như là thuận tiện cho việc giảng dạy ở trên lớp cũng là điều mà chúng tôi rất là quan tâm. Và tổ chuyên môn cùng kết hợp với hội đồng ban giám hiệu nhà trường cũng đã rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề là phân công để cho trong các cái buổi sinh hoạt chuyên môn là giáo viên trong tổ khối phải đọc được chương trình giáo dục phổ thông được thể hiện trong tất cả các cái bộ sách, từ đó là phân tích được những cái ưu nhược điểm mà có ở các cái bộ sách đấy. Chúng tôi lựa chọn những cái bài mà hiện tại ở lớp 4 ví dụ chẳng hạn thì có những bài nó cũng mà kiến thức nó cũng sẽ được dạy ở chương trình mới thì chúng tôi đem vào áp dụng và sử dụng với phương pháp tích cực mới. Tích cực thì sau khi mà sử dụng phương pháp đó thì tôi thấy là học sinh tích cực hơn, chủ động hơn và cả khi các em tự khám phá được thì các em thấy thích thú, hứng thú và dễ nhớ hơn. Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11, chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng cho năm học 2023-2024, được ngành giáo dục và đào tạo ban hành đầu năm 2022. Năm nay, một trong những thuận lợi của công tác lựa chọn sách giáo khoa là các địa phương, nhà trường đã có kinh nghiệm triển khai từ những năm học trước. Cán bộ giáo viên đã làm quen chủ động trong tiếp cận, nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung kiến thức, hình thức trình bày của các bộ sách. Nhà trường chủ động phân công giáo viên đọc cho ý kiến về nội dung, hình thức các bản sách, phân công các nhóm cùng chuyên môn chọn sách, thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và thực hiện chọn sách theo đúng quy trình. Hiện tại để đảm bảo cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 của năm học 2023-2024, thì nhà trường đã tổ chức cái hội đồng chọn sách và đa số thì những đầu sách về cảnh diều, đầu sách về tiếng Anh và đầu sách về mỹ thuật thì nhà trường cũng thực hiện theo cái hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên để chọn những bộ sách nó phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Chương trình 2018 thì có cái đặc điểm phát triển đổi trội hơn chương trình 2006, đó là nó có cái trải nghiệm thực tế, cho các em được tiếp xúc được cái thực tế và vận dụng từ thực tế vào thực tiễn của bài học và từ bài học ra đến thực tế để các em có những cái kỹ năng, có những kiến thức đúng được theo phẩm chất năng lực của chương trình 2018. Trừ môn tiếng Anh là IELTS Smart Test, rồi là môn mỹ thuật là bộ của chân trời sáng tạo bảng 1 thì còn lại chúng tôi lựa chọn là sách giáo khoa của bộ cảnh diều với những cái làm các cô thấy là từ cái xuất phát từ thực tế, bộ sách hướng các cái bộ sách đều đi từ thực tế cuộc sống và đi vào khám phá rồi là quay trở lại để phục vụ lại cuộc sống thì các cô thấy rất là gần gũi đối với học sinh và dễ dàng để các cô tiếp cận. Thì cũng như thế thì ở năm lớp 4 thì chúng tôi vẫn đề xuất lên phía trên là lựa chọn như những bộ sách mà những năm trước chúng tôi đã làm. Năm học này chúng tôi vẫn dạy theo chương trình hiện hành. Tuy nhiên là trong quá trình soạn giảng chúng tôi có những cái điều chỉnh
để dạy những cái tiết học theo hướng là phát triển năng lực phẩm chất để chúng ta bắt kịp với cái chương trình 2018 mà giáo viên sẽ đương đầu cũng như là sẽ dạy cho các bạn học sinh ở trong năm học tới. Chính vì vậy mà chúng tôi thường tổ chức các cái chuyên đề, vận dụng các cái phương pháp, các cái kỹ thuật dạy học hiện đại hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực người học. Để thứ nhất đó là học sinh hiện tại cũng sẽ áp dụng được những cái hay của chương trình mới trong cái chương trình hiện hành, và giáo viên cũng sẽ rất là chủ động đón đầu được với cái việc là tổ chức các cái tiết học mà nó theo cái định hướng của chương trình mới. Mong rằng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chủ động của ngành giáo dục, sự quan tâm của xã hội, sự đồng hành và cuộc tích cực của các bậc phụ huynh, chương trình đổi mới sách giáo khoa sẽ thực hiện hiệu quả, chất lượng, tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của người học. Phóng sự vừa rồi cũng là phần cuối của chương trình trang truyền hình địa phương tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.